Mình vừa phát hiện ra một cái ngôi đền của mấy cái thằng bắn cung này. Ok chứ. Trời ơi, nó nhốt con người sắc lạ luôn kìa. Trời ơi, nó nở lần nào nó bắt con người sắc luôn. Trời. Ở đây thì cũng có Golem. Trời ơi, bắt giam hả? Mình phải thả cái con Golem ra mới được. Đó, tự do đi Golem. Tự do đi Golem. Không biết nó xây cái đền này ở gần ngôi làng chi vậy ta? Mày chính ra cho tao đánh coi chứ con ai định của em. Đó. Mở luôn. Chơi Minecraft là lần đầu tiên mình phát hiện ra mấy thằng này cũng. Lúc đầu mình tưởng cái này của dân làng cái gì đó, cái này xây khá là gần làng. Ờ, cái làng luôn rồi ta. Cái này là rượu trắng không phải là nước. Thôi chết rồi, cóc ơi. Cái làng luôn rồi ta. Thôi mình không biết thôi. Đó cái ngôi làng á. Đó tôi khỏe ơi. Em cóc. Đó ngôi làng á. Nhầm cái chai rượu trắng trong nhà của đó tôi khỏe đó. Bây giờ thấy có những cái biểu hiện lạ lắm. Nè, con có những biểu hiện gì vậy với cóc? Dạ, con bị hoa cơ mắt. Giống như mà đứng không chuẩn nữa. Những triệu chứng như vậy là trời ơi, nó bắt giam con Golem nó ghê chứ. Em có bị ngộ độc rượu hả? Chết rồi. Y nó để gì trong đây nè? Trời ơi, mấy cái đồ vô dụng không mà. Chết đi mày. Những chai nước có ghi là nước mận tươi rồi mang ra cho. Khoan, cái này cái gì? Ủa, mình có bị gì đâu? Nước mận xanh đó, có khả năng là giải độc rượu rồi đó tôi phải. Để con coi, uống sữa thử coi. Nếu vậy thì có cần phải chia sẻ thêm gì công dụng cũng như lợi ích của mận xanh đi. Đó, mày nghĩ tao ngu hả? Xanh giúp giảm hàm lượng cholesterol xấu và cải thiện sức khỏe tim, hàm lượng kali. Không biết sao nó lấy được cái này nữa. Đặc biệt là giúp mà nhốt con mà nhốt con Golem mới ghê chứ. Ồ, nó rớt ra nhiều thứ hay đấy chứ. Em mận xanh chứa nhiều vitamin C như vậy, chắc hẳn là em ấy sẽ ngăn được tiếng cảm lạnh và cứng phải không? Nó bị. Nè, thông tin mà quý vị đưa ra rất chính xác. Chỉ coi coi trên mấy nhà con nó có để gì không? Ý, còn thằng. Trời ơi, mày chuẩn bị nhiều vậy nên sao? Ừ đúng rồi. Trời ơi, là sao cô lấy đến nổi? Chết đi. Cái con này nó trâu lắm các bạn ơi. Ngu người. Mình không hiểu sao nó có được cái này nữa. Sạc nhanh hốt 3.0. Công nghệ tăng tốc Hyperboost. Chiếc trang cơ mạnh mẽ. Trời ơi, sao nó để ở đây nhiều vậy? Trời ơi, nó để. Cái phần trăm bảo hành
mưa nãy mưa không vô được. Đúng mưu cái con mày đúng mưu luôn. À, trốn trong nhà hả mày, trốn trong nhà hả mày, khôn nè, khôn mà cũng ngu ngu. Trên đây không có thằng nào hết, có thằng nào xuất hiện mình lấy cái kim. Trời ơi, nó không đặt tuốt hay sao mà cái tầng này có vậy? Ý, có vũ khí lấy mới được. What? Nó dùng gần hết độ bền luôn rồi. Thật sự mình làm video này là mình chỉ muốn giới thiệu cho các bạn thôi, chứ mình không biết cái con này nó xây từ khi nào nữa. Trời ơi, mày thích ở trong chuồng lắm hả cô Lem? Tôi thả mày rồi mà cô Lem. Mày thích ở trong chuồng lắm hả? Đây để tao thử thử cuộc sống của mày, thử ở trong chuồng thử coi có bị gì không. Công nhận mấy cái con này ngu quá à, để như vậy người ta thả ra ra được là đúng rồi, đâu có sai đâu. Ngu. Có cuộc mà nó cũng không cho con Golem ăn đuôn, nhịn đói con Golem đâu. Rồi mình sẽ đi phát hiện ra cái này. Mình chỉ vô tình tìm được thôi chứ nó không phải là có sẵn nha. Trời ơi, đi xem thấy cái làng này hơi khác khác. Ê mấy thằng dân làng này biết làm chuồng rồi nè các bạn. Ủa sao cái ngôi làng này hơi khác khác đó các bạn ơi, chỉ như là nó trang bị sẵn cho mình luôn đó, nó trang bị sẵn cho mình luôn. À tôi xin lỗi. Wow, mấy cái con dân làng này hữu dụng thì luôn đó các bạn, vậy mà mình cứ tưởng nó ngu lắm. Trời ơi đúng là mình phát hiện đúng là hay. Uống nó nuôi heo nuôi ngựa, ngựa mẹ đâu sao để có ngựa con thôi vậy. Nhất là mấy thằng dân làng, đi ra mày. Ê mụn cầu hả mày, nhà của Thọ Ràng cũng hay thì luôn á bạn. Trời ơi, nó còn ở đây. Ý ơi, sao có gì ghê ghê á bạn ơi. Qua wow, mấy cái thằng dân làng này mình đúng là mình tìm ra một cái ngôi làng thằng hữu dụng luôn. Các bạn, nếu các bạn tìm được thì hãy nhận xét cho mình nha. Chứ đây là lần đầu tiên mình tìm được cái căn nhà xịn ơi là xịn như thế này. Anh lộn, cái này ngôi làng xịn ơi là xịn như thế này. Đúng là xịn ơi là xịn. Ok. Thôi nhà này dơ quá. Nhà này. Không được vào nhà tao. Nó có dễ gì không? Trời ơi, tao là táo không mà, chứ có gì đâu. Không ngờ dân làng cũng để vậy, cũng làm được vậy luôn á. Mình cứ tưởng thằng dân làng nó ngu ngu là nó không biết gì cả. Ai ngờ đâu cái mấy thằng dân làng này, ý nó biết tạo ra cô Lem luôn này các bạn. Không biết có phải là cái con cô Lem kia không nữa. Lỡ mấy con viên đi
Nhưng mà mấy cái con dân làng này không biết đánh zombie. Nhưng mà cũng không sao cái. Cháu muốn nuôi gì trong đây cũng được nè các bạn. Trời ơi, mấy thằng dân làng này toàn là đồ giảm được. Đồ bèo của mà trời ơi. Nhưng mà ít nhất cũng qua nhà ông trưởng làng thử coi. Bình thường tại nhà nè trưởng làng đúng không? Khoan đây, nhà phải chế thuốc đúng không? Ông trưởng làng, bắt tay trưởng làng á. Trời ơi, trên đây cũng y như là cũ à bạn ơi. Trên đây cũng y như là cũ à, có gì mới đâu. Cũng y như cũ à, có gì mới đâu. Có bò nè. Không biết mấy con dân làng này nó nuôi bò à, cái gì mà để bò sổng chuồng luôn. Cái mình thích cái nhà này nè. Nhưng mà chật quá. Chật quá à, nhà này chật quá. Mấy thằng dân làng này rất khắc khá. Nếu mấy bạn tìm thấy cái này rồi thì hãy nhận xét bên dưới nhé. Đây cái chứng của mấy thằng dân làng ở đây. Đó. Mua đồ hả? Mua đồ hả ông nội? Ông nội. À, nhưng mấy thằng này nó không bán đồ bạn ơi. Ủa mình rung chuông được nè. Ủa mấy thằng dân làng này cũng wow, mình mới biết một điều luôn á. Nè. Mấy thằng dân làng này đúng là một ngôi làng hay. Mà sao cái chuông lại để nó ở đây ta? Chắc đây là cái lễ cưới. Đây chính là đồ để đi cắm trại. Nhưng mà mấy bạn không nên để nó dưới nước. Ok, mình ra video này không phải để các bạn khoe mẽ gì. Không định phải là mình khoe mẽ gì đâu các bạn ơi. Mình chỉ muốn cho. Ủa trong đây có gì đây? Hồn gì vậy? Đi đâu ngoài đó vậy các ông? Trời ơi, đó tôi kiểu gì mà để mấy cái con này. Wow, mấy thằng dân làng cũng khá là hữu dụng đấy chứ. Vậy mà trước giờ cứ tưởng nó vô dụng không? Ở đây nuôi cá hả trời? Ủa đâu phải? Không biết cái chuồng này nuôi gì nữa. Thôi kệ. What? Đó, một ngôi làng cực kỳ xịn luôn. Đó, hình như cái này là hình như không phải y chang thành phố luôn, nhưng mà thành phố nhiều nhà hơn. Hay ở nhà lầu. Ok, nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại cho mình like và subscribe nhé. Và bye bye.